Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương trình trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Lợi, nguyên bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Lộc Hà, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2023-2024.